Mặc dù corticoid có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, nhưng do sự thiếu hiểu biết về loại hoạt chất này, chỉ biết rằng nó có tác dụng tốt nên nhiều người dễ dàng tìm mua các loại dược phẩm có chứa corticoid ngoài các hiệu thuốc mà không có sự chỉ định của bác sĩ, dẫn đến hiện tượng sử dụng quá liều, sử dụng trong một thời gian quá dài. Làm thế nào để kiểm soát việc sử dụng thuốc có chứa corticoid đối với bệnh nhân suy tuyến thượng thận? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Hà, phó trưởng khoa phụ trách khoa nội trung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Xin được cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Thưa bác sĩ đánh giá gì về tỷ lệ bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận nhập Bệnh viện Nội tiết Trung ương so với những năm trước đây? Phần lớn là liên quan đến chuyện mà sử dụng thuốc corticoid rất là nhiều. Ví dụ như là có khoảng 10 bệnh nhân vào viện chẳng hạn thì có đến 8 đến 9 bệnh nhân là suy thượng thận do dùng corticoid. Tại sao lại nói là nó một cách nôm na như vậy? Bởi vì thực ra hiện nay thì nó cũng không có một cái tỷ lệ thống kê chính xác, chưa có những cái nghiên cứu chính xác. Thế cho nên là chốt lại là phần lớn là các bệnh nhân nhập viện do suy tuyến thượng thận chủ yếu là sử dụng corticoid là chính. Thưa bác sĩ, từ vấn đề bác sĩ vừa nói thì chúng ta có đặt ra vấn đề là kiểm soát và quản lý việc sử dụng thuốc có chứa corticoid. Vậy thì bác sĩ nói gì về thực trạng này? Trong một số các cái bệnh lý đó thì là nếu mà có theo đúng các chỉ định của bác sĩ đó thì là có sử dụng corticoid liều cao, sau đó giảm dần liều, rồi là cai dần, tức là theo các cái phương pháp là cai liều đó, thì nó có thể giảm thiểu các cái nguy cơ về suy tuyến thượng thận do sử dụng thuốc. Nhưng mà phần lớn mà chúng tôi gặp những cái bệnh nhân mà suy tuyến thượng do thuốc đó thì là đôi khi là họ hay tự sử dụng corticoid do mua từ các cái quầy thuốc rất là dễ dàng từ bên ngoài, ở các cái quầy thuốc bên ngoài thôi, mà đôi khi cũng không cần theo đơn chỉ định của bác sĩ. Ví dụ là đơn thuần có khi họ chỉ bị một cái bệnh là viêm mũi dị ứng hoặc là những cái bệnh lý đường hô hấp thông thường thôi, nhưng mà khi mà ra các cái quầy thuốc ở bên ngoài chỉ cần nói về các triệu chứng của bệnh thì là bản thân thì họ đã được có được những cái đơn thuốc mà trong đó là có các cái sử dụng các cái thuốc corticoid, khi mà họ uống theo trong một cái khoảng thời gian là tương đối là dài và với cái tương đối là liều cao, nó cũng không nhất, nếu mà bình thường thì cũng không nhất thiết là phải sử dụng các cái thành phần thuốc như vậy. Thế do đó mà nó đưa đến cái tình cuối cùng là để lại cái hậu quả là liên quan đến suy tuyến thượng thận do sử dụng corticoid. Thưa bác sĩ, đối với những bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc có chứa corticoid thì cái việc điều trị khó khăn ra sao? Có những người thì có thể là sử dụng các cái corticoid loại tác dụng ngắn hoặc là sử dụng ít ngày thôi thì có thể thì cái tuyến thượng thận nó sẽ phục hồi được nhanh chóng. Thế nhưng mà có những người mà dùng rất là lâu dài rồi, thế thì sau đó thì cái tuyến thượng thận nó bị teo, và thường thường khi đó thì chúng tôi phải bổ sung các cái hormone tuyến thượng thận ở cái liều sinh lý một cái thời gian rất là lâu. Có những người có thể là 1 năm đến 2 năm mới phục hồi, nhưng có những người sẽ bị suy tuyến thượng thận suốt cả cuộc đời và tức là nó không còn hồi phục nữa, cho liên quan đến dùng corticoid lâu dài quá. Và trong trường hợp này thì có thể là chúng tôi lại phải sử dụng cái hormone tuyến thượng thận thay thế trong suốt cả cái cuộc đời của họ. Tức là được chẩn đoán là suy tuyến thượng thận rồi và đang sử dụng các cái thuốc corticoid liều sinh lý đó, nhưng khi mà họ lại bị các cái bệnh cấp tính, ví dụ như là đơn thuần chỉ là một cái tình trạng sốt do virus chẳng hạn, hoặc là những tình trạng cảm cúm chẳng hạn, nhưng nếu không có cái điều chỉnh về cái liều thuốc corticoid hiện tại đang uống của bệnh nhân để bổ sung cái liều sinh lý đó thì có thể đưa đến cái tình trạng suy thượng thận cấp và có thể đe dọa tính mạng cho người bệnh. Thưa bác sĩ, đối với những tình huống bệnh nhân vừa bị bệnh tiểu đường nhưng do lạm dụng thuốc có chứa corticoid thì tiếp tục lại bị suy tuyến thượng thận, thì với những cái bệnh nhân này thì cái việc mà điều trị khó khăn ra sao? Cái vết thương của người bệnh đái tháo đường đã rất là khó liền, nên là bản thân người bệnh đái tháo đường là nó cũng có cái tình là có giảm cái sức đề kháng, có cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao. Thế bây giờ khi mà người bệnh đái tháo đường mà lại sử dụng các cái thuốc corticoid vào nữa thì nó làm gia tăng hơn nữa cái nguy cơ đầu tiên, đấy là cái tình trạng đường huyết không được kiểm soát tốt. Đấy, ví dụ đường huyết đang kiểm soát tốt nhưng mà bây giờ dùng corticoid, đã rất nhiều trường hợp là dùng corticoid vào lập tức là đường huyết nó tăng vọt lên,
và lúc đó là lại cần phải tăng liều thuốc hay là cần phải có cái điều chỉnh về ăn uống, về tập luyện, rồi là điều chỉnh về các cái lại điều chỉnh lại về các cái phác đồ tiêm insulin cho người bệnh, để mà hoặc là tiêm thêm thuốc, tiêm thêm insulin cho bệnh nhân để mà đưa đường huyết nó xuống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nếu như mà chúng ta dùng corticoid, là bệnh nhân dùng corticoid liều quá cao hoặc là dùng lâu dài thì nó có thể đưa đến nữa, đấy là các cái vấn đề liên quan đến hội chứng cơ sinh do thuốc, tức là nó thể hiện một cái tình trạng là trước biểu hiện đối với chúng tôi là một cái bệnh nhân mà có một cái mặt tròn đỏ, rồi là có phân bố lại mỡ trong cơ thể, tức là béo trung tâm, tức là thân thì rất là béo nhưng mà chân tay thì gầy, dễ bị xuất huyết dưới da, đấy, xong là da thì mỏng, dễ bị xây xước mà dễ bị tổn thương da, từ đó nó làm cho cái vết thương nó lâu liền. Thì trên nền đái đường không được huyết không được kiểm soát tốt, có suy giảm miễn dịch, rồi lại sử dụng corticoid như thế thì làm vết thương nó càng lâu liền hơn, thì cái nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ loét này nó lại lan rộng hơn ra. Bác sĩ có lời khuyên gì với bệnh nhân trong cái việc mà sử dụng thuốc có chứa corticoid, đặc biệt với những cái bệnh nhân đã có bệnh nền, đó là bệnh tiểu đường? Thì trong cái quá trình mà họ sử dụng các cái thuốc, đặc biệt là các thuốc corticoid đó, mà khi mà được nhận từ các cái đơn khác, từ các bác sĩ khác cái đơn v.v. thì họ nên trao đổi với bác sĩ điều trị, bác sĩ chuyên khoa về nội tiết, để từ đó thì các bác sĩ sẽ có cái định hướng, ví dụ đầu tiên là liên quan đến cái chuyện là theo dõi đường huyết của bệnh nhân như thế nào, bởi vì cứ khi uống corticoid vào thường thường là đường huyết sẽ tăng cao, để có cái điều chỉnh về cái liều lượng thuốc hiện tại của bệnh nhân, thuốc hạ đường huyết của bệnh nhân, để cho bệnh nhân kiểm soát đường huyết khi mà sử dụng corticoid. Đấy, rồi là trong quá trình dùng corticoid đó thì là họ sẽ được điều chỉnh về cái trong cái liều theo các cái giai đoạn tấn công, rồi là củng cố duy trì, rồi là sau đó để bước vào cai liều vân vân, để làm giảm thiểu cái nguy cơ bị suy tuyến thượng thận do sử dụng corticoid. Xin cảm ơn vì những cái thông tin rất là hữu ích bác sĩ đã cung cấp tới với khán giả của kênh truyền hình VOV. Vâng.